Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và yêu cầu rà soát lại các quy định của pháp luật và điều kiện về phòng cháy chữa cháy liên quan đến việc kinh doanh cho thuê trọ, báo cáo Chính phủ trước ngày 30 tháng 7, kiểm tra phân loại có giải pháp ngay về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở cho thuê, dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho người dân, nhất là ở các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn trong dịp nắng nóng sắp tới.